Kính thưa các vị giáo lý viên của Ban trị sự Trung ương, kính thưa Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn An Phú, kính thưa toàn thể các cô các chú có mặt trong cái buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Thưa quý vị, thì trong cái thời gian qua, dù có nhiều cái cố gắng trong cái điều hành phát triển kinh tế xã hội, song do cái sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới, hiện nay thì kinh tế thế giới cũng đang gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch rồi đến chiến tranh, và cuộc sống của một bộ phận bà con nhân dân cũng còn khó khăn. Tôi rất là ủng hộ cái sự liên kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn An Phú với Ban trị sự trong vận động một cái nguồn quỹ để ủng hộ bà con còn nghèo còn khó trong đồng bào có đạo và cho cái xã hội từ thiện của Ban trị sự. Và điều này nó cũng rất là phù hợp với tỉnh ta. Năm 2024 thì tỉnh ta quyết tâm học tập theo Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó địa phương thực hiện quyết liệt chủ trương này, toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn quyết tâm tổ chức các cái hoạt động chăm lo đời sống nhân dân. Chúng ta chăm lo từ khi mà còn trong bụng, y tế sẽ chăm sóc cho các cái bà mẹ mang thai thật là tốt, cho đến đi học, những cái em nào mà có khó khăn về tiền, về tập sách và xe đạp thì cũng được nhà trường với địa phương vận động hỗ trợ, rồi cho đến lớn lên thì phải lo học nghề, rồi tạo việc làm, rồi đến khi bệnh thì Ban trị sự cũng đã có vận động cho những cái người mà bệnh có gặp nhiều khó khăn mà bị bệnh, rồi chúng ta cũng có xe chuyển viện, rồi đến khi mà không may thì qua đời mất đi thì ở địa phương cũng có cái đội mai táng từ thiện, rồi chúng ta cũng có chạy hồn từ thiện, rồi chúng ta cũng có nghĩa địa để chôn cất cho những cái người mà khó khăn. Như vậy thì theo cái chủ trương của chúng ta hiện nay là chăm lo từ khi còn trong bụng cho đến mất đi, để làm sao mà hỗ trợ tối đa những cái điều kiện cho cái người dân mà không ai có cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. Và thưa quý vị, chúng ta học tập theo Bác Hồ và Bác Tôn ở cái lĩnh vực này để toàn dân chăm lo đời sống cho nhân dân. Trong suốt chiều dài lịch sử thì công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vô cùng to lớn. Người dân Việt Nam từ trẻ đến già luôn yêu mến và dành cho hai vị chủ tịch nước với cái tên gọi rất là đặc biệt và thân thương, đó là Bác Hồ và Bác Tôn. Cách gọi này nó vừa thiêng liêng vừa tôn kính lại vừa gần gũi thân thương. Hai bác có điểm chung là tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, suốt đời mưu cầu hạnh phúc cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương mẫu mực về đạo đức để các thế hệ của chúng ta học tập và noi theo. Thưa quý vị, Bác Hồ của chúng ta có một cái tình yêu thương rất là nồng nàn, tình yêu thương vô bờ bến, da diết đối với quê hương, với dân tộc, tình yêu bao la với nhân loại. Tình yêu đó là sự thấu hiểu, cảm thông với nỗi thống khổ của người dân bị áp bức, bóc lột bởi ách thực dân, đế quốc. Ai cũng từng sống hoặc nghe kể hay xem những cái thước phim tư liệu về cái thời mà thực dân và đế quốc sang xâm lược nước ta sẽ thấy rõ. Chúng ta thấy những cái hình ảnh bát cơm chan đầy nước mắt bay còn dằn khỏi miệng ta, thằng giặt tay, thằng chúa đất, đứa đè cổ, đứa lột da. Và bằng mọi giá, người phải tìm con đường để đưa cứu nước, để giải phóng
đưa dân tộc của chúng ta ra khỏi cái ấp thống trị của thực dân đế quốc. Và hình ảnh đêm mơ nước, đêm xa nước đầu tiên ai nở ngủ, sóng vỗ núi Thanh Tàu đâu phải sóng quê hương, trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở, xa nước rồi càng cảm thấy đau thương. Và tình yêu ấy được thể hiện đêm mơ nước, ngài thấy hình của nước, cây cỏ trong chim bao, xanh sắc biết quê nhà, ăn một món ngon cũng đắng lòng vì tổ quốc, chẳng yên lòng khi thấy một cành cỏ hoa. Và khi có độc lập tự do rồi, thì làm sao cho nhân dân ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Với bác, tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho dân ta, cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Và người đã sáng lập và rèn luyện đảng ta trở thành một đảng chân chính, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc. Người tập trung chăm lo đời sống nhân dân. Khi sắp sửa đi xa thì người còn căn dặn, đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Và đó là về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người bạn chiến đấu thân thiết lâu năm, người kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là viên ngọc sáng ngời về đạo đức cách mạng, hiến dân trọn đời mình cho tổ quốc và nhân dân. Bác luôn sống khiêm tốn, thanh bạch, gần gũi, giản dị, luôn yêu thương đồng chí, quý trọng đồng bào, dù khó khăn đến đâu cũng không dao động, hết lòng phục vụ nhân dân. Và cái tình cảm của bác Hồ và bác Tôn thể hiện ở Hà Nội, bác Hồ và bác Tôn đầm ấm, mộc mạc, chân thật, tự nhiên, sâu lắng, cầm tay nhau trò chuyện dưới bóng mát nhà sàn, bên hiên nhành phong lan tỏ hương ngây ngất, hai người thợ năm xưa xa xứ tìm đường cứu nước, hai tâm hồn thế kỷ sưởi ấm cho nhau. Và trong chủ trương tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, năm 2024 này, tỉnh ta thực hiện với chủ đề An Giang học tập và làm theo tấm gương của bác Hồ, bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân, rộng rãi trong cả hệ thống chính trị, trong đồng bào có đạo và trong toàn thể nhân dân, để hướng về sự chăm lo cho nhân dân, đặc biệt là những người đang yếu thế, những người đang có hoàn cảnh khó khăn. Điều này thì có một cái sự rất là tương đồng rất lớn trong cái giáo lý Phật giáo hòa hảo của chúng ta, theo cái tôn chỉ tốt đời đẹp đạo. Và thưa quý vị, Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói như thế này: chúng ta chỉ là vô tình đi ngang cõi thế gian này, mượn chút nước mắt nhân sinh để rửa bụi trần, mượn nụ cười lấp lánh để trao tặng tình thương. Khi đến chúng ta không mang theo gì, và khi đi chúng ta cũng không mang theo được gì. Cho nên nhân lúc còn có cơ hội được sống, hãy sống cho thật tốt. Chuyện vui vẻ thì lưu giữ, chuyện không tốt thì quên đi, nhẹ nhàng thảnh thơi mà đi hết con đường đã chọn. Còn Đức Thầy của chúng ta thì dạy: Phật trời chẳng luận giàu nghèo, ai giàu phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng gần. Và Thầy nhắc nhở chúng ta hãy lấy gương trí huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Kính thưa các cô chú, trong kinh chữ Hán có câu phước huệ song tu, hay phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật, nghĩa là muốn làm Phật thì phải tu phước và tu huệ đầy đủ như nhau, cũng như con chim có đủ hai cánh mới có thể bay được. Tu phước, phước là cái kết quả của những người có lối sống, có hành động thiện lành, tức là làm những việc từ thiện để giúp đỡ chúng sanh vượt qua được nỗi khổ, có cuộc sống tốt hơn.
tức là thực hiện chủ nghĩa từ bi bác ái của nhà Phật. Còn tu huệ, huệ là trí huệ, là những hiểu biết sáng suốt, biết phản biện, biết lý luận, biết quan sát. Trên thì thông thiên văn, dưới thì tường địa lý. Trí huệ có nghĩa là dòi mài cái trí hiểu biết của mình lần lần đến mức đại trí huệ quang minh. Và trong đạo Phật, người thông thuộc kinh luật Phật pháp, cũng như là trong Phật giáo Hòa Hảo, thì thuộc sấm giảng giáo lý của Đức Thầy đã chỉ dạy, đó là những người có trí huệ. Nhưng thông thuộc là một việc, còn hiểu rõ lại là một việc khác. Vừa thông thuộc vừa hiểu rõ cũng chưa phải là trí huệ, mà là thông chân lý, thấu hiểu chân lý, sống đúng chân lý, không tham sân si phiền muộn mới là người có trí huệ. Và Đức Thầy cũng khuyên chúng ta, muốn về cõi Phật thì lập thân cội trần. Cho nên người cư sĩ tại gia, họ phải có trách nhiệm và bổn phận đối với gia đình, với xã hội, còn phải có một cái nhiệm vụ hộ trì tam bảo. Và muốn làm được điều này thì đòi hỏi người tu hành tại gia phải có lòng từ bi bác ái, có nhận thức sáng suốt, hiểu rõ nguyên nhân của phước quả, nghiệp báo mới có thể làm được. Chữ Bồ Đề như cội bá tòng, ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được tịnh chừng diệu quả. Và trong lời khuyên bổn đạo, Đức Thầy có nhắc chúng ta, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Cho nên Thầy mới khuyên là ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tấm lòng trao chia, gắn công trì niệm sớm khuya, thăng tuy trần tục tâm lìa tội mê. Và như vậy, tu phước là gieo nhiều hạt giống phước để giúp cho người, và làm điều lành để được hưởng hạnh phúc sau này. Người lương thiện hưởng muôn điều hạnh phúc. Thưa quý vị, có tu phước thì mới có khả năng cứu người, và biết cách cứu người là không gây tổn thương cho mình và cho người. Tu phước là vun bồi cái phước, cái tốt đẹp cho nó sanh sôi nảy nở. Việc ác chưa sanh thì không để nó phát sanh. Việc ác đã sanh rồi thì làm cho nó mất dần đi. Việc thiện chưa sanh thì ngay hôm nay chúng ta phải gieo rắc nó. Việc thiện đã sanh thì chăm tưới cho nó ngày càng tươi tốt. Và dân gian ta có câu, nhân nào thì quả đó, nhân tốt thì quả tốt, trái ngọt. Và luật nhân quả thì nó không chỉ là một cái khái niệm trong Phật giáo, mà nó còn là một cái quy luật khách quan. Khoa học chứng minh có nguyên nhân và có kết quả. Nếu kết quả tốt thì gọi là kết quả, còn nếu mà kết quả không tốt thì gọi là hậu quả. Ví dụ anh lợi dụng tôn giáo để anh thực hiện các cái hành vi chống phá nhà nước thì anh vi phạm pháp luật. Khi vi phạm pháp luật thì tòa án xử thì anh sẽ bị ở tù. Cái nguyên nhân ở đây là do chúng ta lợi dụng để tôn giáo để chúng ta làm trái với đạo, trái với đời, để chống phá nhà nước. Đó là cái nguyên nhân, cái hậu quả đó là chúng ta phải ở tù, phải trả một cái giá đắt đó. Đó là nguyên nhân và hậu quả. Và theo luật nhân quả thì mọi hành động của con người đều có hậu quả tương ứng. Nếu ta làm điều tốt sẽ nhận được điều tốt, và ngược lại, nếu ta làm điều xấu thì sẽ phải chịu hậu quả. Như vậy mọi hành động của con người đều được ghi nhận và sẽ trở về với chính chúng ta trong tương lai. Vì vậy, để có được những kết quả tốt đẹp trong cuộc sống thì ta cần gieo những hành động tốt. Nếu chúng ta muốn được yêu thương thì hãy yêu thương người khác. Nếu muốn được tôn trọng thì hãy tôn trọng người khác.
Nếu muốn được giúp đỡ thì hãy giúp đỡ người khác. Điều này cũng áp dụng vào trong đời sống. Nếu muốn giàu có, hãy làm việc chăm chỉ và đầu tư thời gian công sức vào nó. Và luật nhân quả đã nhắc nhở chúng ta phải suy nghĩ trước khi hành động và không nên để cảm xúc chi phối quyết định. Nếu ta gieo những hành động xấu, sẽ không chỉ tổn thương người khác mà còn tự tổn thương cho chính bản thân mình. Thưa quý vị, dân gian có một cái chuyện ngụ ngôn về con rắn và cái lưỡi cưa. Chắc là quý vị cũng nghe cái câu chuyện ngụ ngôn này. Có một con rắn độc đi tìm thức ăn khuya, bò vào trong sưởng mộc, trườn qua một cái cưa, bị một vết cắt nhỏ, tưởng là cưa tấn công, rắn quay đầu hùng hổ, cắn mạnh ngay và luôn. Miệng bị rách chảy máu, khiến nó nổi cơn điên, tấn công trong cuồng loạn, nuốt sống kẻ thù liền. Thân cưa liền đầy máu, hình như sắp chết rồi. Rắn ngỡ mình đang thắng trong cuộc đấu tay đôi. Dường như cưa hạ giận, nó quấn chặt lưỡi cưa, gồng mình siết thật mạnh. Biết ta là ai chưa? Con rắn đầy nội lực, dùng hết sức bình sinh để quyết tâm giết chết kẻ dám tấn công mình, nhưng chưa kịp đắc thắng, rắn vội vã ra đi. Cái cưa vô tri ấy nào đâu hay biết gì, tự kết liễu mạng sống sau một cơn điên khùng. Kẻ ảo tưởng sức mạnh, chết đáng đời đúng không? Cuộc sống là như thế, phải biết mình là ai, hiểu cả đối phương nữa mới thành công nên người. Và quan trọng là phải kiểm soát được bản thân mình, đừng để cơn nóng nảy khiến người đời cười khinh. Đôi khi ta phản ứng làm tổn thương đến người, thực ra tổn thương nhất chính là lòng ta thôi. Ứng xử trong cuộc sống hãy bằng tình yêu thương, lòng vị tha cao thượng, sự hy sinh nhún nhường, mỗi việc nhịn một chút để gió lặng sóng yên, mọi sự lùi một bước, biển rộng trời cao thêm. Hận thù đừng ghim giữ, giận dỗi càng tua nhanh, học từ bi hỷ xả, giữ đầu an tâm lành. Việc ấy rất là khó nhưng phải cố làm thôi, cũng giống như buông bỏ, chẳng đơn giản trên đời. Và thưa quý vị, vì vậy gieo nhân nào thì gặp quả đó. Nó còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn nữa, đó là gieo nhân tích cực để thay đổi cuộc sống. Nếu ta muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại, ta cần phải thay đổi hành động của chính mình ngày hôm nay. Nếu ta vẫn giữ nguyên những hành động tiêu cực, sẽ không thể đạt được cái điều gì tốt đẹp đâu. Còn phước thì từ đâu mà có? Người ta nói làm phước thì được phước, nhưng động cơ chúng ta làm phước là cái gì? Là lòng từ bi. Mà từ bi là cái gì? Từ bi là cái giá trị cơ bản, là nền tảng của đạo Phật. Từ có nghĩa là hiền hòa, ban cho sự vui, thể hiện lòng khoan dung độ lượng. Còn bi là thông cảm, là thương xót, cho giúp cho người khác hết khổ. Và cái quan điểm từ bi trong đạo Phật, nó không chỉ dừng lại ở việc đem tình yêu thương đến cho con người, mà còn đem đến tình yêu thương cho cả muôn loài. Người có tâm từ bi thì thấy ai khổ thì giúp đỡ nên có phước. Người tu đúng nghĩa, trước hết chúng ta phải khởi tâm từ bi. Trong lĩnh vực này thì Đức Thầy có dạy: tâm từ bi sấm thể ngọc ngà, trong các báo khó bì tánh thiện. Và trong mỗi con người đều có tánh và có khả năng giác ngộ. Chỉ vì tam độc, tam độc đó là tham, sân, si, nó lôi kéo mà chúng ta cứ mãi lanh quanh trong dòng luân hồi. Đức Thầy có một cái ham muốn rất là cao cả, đó là muốn cho chúng sanh đều được giải thoát. Và Thầy nói: tham, sân, si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Và bố thí là một trong những cách giúp chúng ta tập tánh xả bỏ, bớt chìm đắm vào của cải và bớt tham vật chất tiền tài. Và người ngài dạy: thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo buông bồi cội phước về sau.
Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí, diệt lòng, ích kỷ. Và chúng ta thấy lòng tham phải được khuất phục bằng hành động bố thí. Bố thí là san sẻ vật chất, hiểu biết, tình cảm, giáo lý, giáo luật, vân vân. Tất cả những gì mình có mà người khác không có. Và một nụ cười với một người đang sợ hãi, hay một lời an ủi với một người đang đau khổ cũng là một sự bố thí. Trong việc bố thí, người ta nói nhiều về điều kiện gia đình không có tiền dư thì đừng nên bố thí. Thật ra chúng ta không phải đợi mình có tiền nhiều mới bố thí, mới làm phước. Chỉ có tấm lòng thương người, nghĩ đến người thì tùy theo khả năng phương tiện sẵn có của mình mà giúp đỡ. Giúp bất kỳ ai, sinh vật nào cần giúp. Nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ, người tàn tật, người phụ nữ mang thai khi đi xe một cái chỗ ngồi. Hoặc là giúp một cái người già băng ra đường, hay khuyên nhủ người lầm đường lạc lối. Chúng ta cũng đang cảm hóa tâm nhỏ hẹp của họ để cho họ ngày càng tốt hơn. Đó vẫn là bố thí. Chứ quan niệm chờ cho nhiều tiền rồi mới thực hành bố thí thì suốt kiếp chúng ta cũng không giúp được cho ai. Vả lại, nó sẽ làm lép đi hạt giống từ bi chúng ta. Nếu không có tiền của, thấy người khác bố thí mà ta vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ họ trong việc bố thí, thì người bố thí thì ta và người bố thí đều có phước báo như nhau. Cái này nó có liên quan đến một cái câu chuyện. Xưa có một cái mẫu chuyện như thế này. Có một nhà sư hỏi Đức Phật: người bố thí có phước là lẽ đương nhiên, còn người thấy người ta bố thí vui vẻ hỗ trợ làm thôi, tại sao họ lại được phước ngang nhau? Thì Đức Phật trả lời: con đốt một cái ngọn đèn, rồi hàng trăm người khác đem đèn đến mồi, con có thấy không, ngọn đèn của con đốt đó nó vẫn sáng, và hàng trăm ngọn đèn kia vẫn cháy, vẫn tỏ khắp muôn nơi. Và còn người tùy hỷ thấy người khác thực hành bố thí, không sanh tâm đố kỵ, ganh ghét, nên người ấy sống được an lành, hạnh phúc. Vì thế hai người có phước báo như nhau. Và thưa quý vị, trong dịch bệnh Covid vừa rồi, đó là một cái trận đại dịch rất là khủng khiếp. Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương phát động nhiều cái hình thức để hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn. Ví dụ như cây ATM gạo, ví dụ như xe rau củ từ thiện. Với sự khởi tâm của ban trị sự, các cái cơ sở tôn giáo trên địa bàn và các nhà hảo tâm đã ủng hộ tích cực. Hoạt động này được vài ngày thì có nhiều ý kiến trái chiều, đa phần thì họ đồng thuận theo cách làm này. Người thì mang rau củ, người thì mang gạo, người thì gửi tiền để hỗ trợ cho những cái người thiện nguyện đi mang những cái nhu yếu phẩm này đến từng nhà dân. Tuy nhiên thì một số người cũng phản ứng và cho rằng là làm như thế, nhiều người có điều kiện cũng ra lấy thì chúng ta mất đi cái ý nghĩa. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta hãy hành động bố thí với một cái tấm lòng trong sạch, vì thương người mà cho, vì bổn phận mà cho, vì hy sinh mà cho, vì giác ngộ mà cho. Tất cả việc bố thí này là vì lợi ích cho người, không phân biệt họ là ai, những họ cần. Không có tâm mong cầu họ đền ơn đáp nghĩa, không tính toán lợi hại thì có nhiều phước báo. Và trong đạo Phật, bố thí thì được chia làm ba loại. Đó là tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí là bố trí bằng của cải vật chất. Đức Thầy thì kêu gọi chúng ta như thế này: khùng cả tiếng kêu danh ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật tự. Và Đức Thầy khuyên những kẻ giàu sang có của, hãy mở lòng thương xót kẻ nghèo, khá thương những kẻ bằng cùng, tâm lành dư của hãy dùng vào đây, hãy thương xót những người tàn tật,
thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Hai kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới là. Hoặc là ngày nay tốt phước giàu sang, xin thương kẻ khó giúp hào một khi. Những người có của tiền dư, hãy mau bố thí dành tư làm gì. Và những người giàu có, ngài dạy nên mở lòng bố thí giúp đỡ hạn bằng cùng, để gây cái quả phúc về sau. Đừng để giữ bo bo đến lúc phong ba gặp cơn bát loạn khó mà yên thanh. Bởi sau này có việc biến động, những cái chuyện lạ lùng, bao nhiêu tiền của dành dụng được thì cũng phải tiêu sạch. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm giòn cho rồi, để sau khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nuôi. Và một số người giàu có, họ không muốn gần gũi người nghèo. Nếu không thể tránh được, buộc phải tiếp xúc với những người bằng cùng xin ăn, thì họ luôn tỏ vẻ khinh dễ, né tránh, bịt mũi, vì cho là hôi hám khó chịu. Và Đức Giáo Chủ của chúng ta nhìn thấy nhân loại trong cõi khổ này mà bác hỏi ơi, ngài đã rất buồn và thương hại cho những kẻ quá kiêu căng hống hách. Kẻ đói khó, người sang hay lánh, bước lại gần chê lũ tanh hôi. Cõi ta bà ta thấy hỡi ơi, sao bá tánh quá nên kiêu cách. Ít có ai để mắt nhìn vào, chuộng những người dù giọng mắt mà dù giọng sắc màu. Cậu với mợ, ông thầy, cô bác, thì kẻ khó như rơm như rác. Ta quá rầu đài cát văn minh, mấy ai mà giữ dạ sắc tinh, theo trong tổ của mình vợ trước. Và thưa quý vị, trên đời này cũng không ít người ý ỷ mình giàu có, tiêu xài không tiếc đồng nào. Cho nên Đức Thầy mới giác tỉnh họ, hãy tiết kiệm số tiền ấy mà trợ giúp cho kẻ nghèo khó để xây hạnh phúc sau này. Nếu ai mãi lo ăn xài xa xỉ thì một ngày kia cảnh khổ đưa đến, giàu có than than trách phận cũng không sao tránh khỏi. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để dành cho kẻ nghèo nàn, lo ăn xài trà rượu xình xoan, chừng khổ não hoàn nàn căn số. Và trong lời khuyên bổn đạo, Đức Thầy khuyên chúng ta, ta không nên đốt cháy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý. Vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đối rách tàn tật. Đó là tài thí. Còn pháp thí, pháp thí là bố thí bằng pháp, thuyết pháp cho người ta nghe, hay truyền chánh pháp trợ duyên để họ làm lành lãnh dữ, sống đời có đạo hạnh. Truyền chánh pháp thì phải có tổ chức cho hợp pháp, chứ không nên tụ tập nói chuyện thiên cơ diễn dông mê tín. Gặp núi lở sông bồi hồ cạn thì bảo rằng đời tới, rằng ông năm chèo chở mình cửa quậy. Gặp cục đá thì bảo rằng đá thần đá thánh, rồi quỳ lại giải tứ phương. Hằng ngày chúng ta không lo tích đức tu nhân, mà khi gặp việc thì cầu giải để hưởng phước những điều tốt đẹp. Đức Thầy dạy chúng ta chánh tín chánh kiến, với niềm tin rằng sống tốt ta sẽ có quả tốt. Tâm tham lam chi phối thì lúc nào ta cũng luôn mong cầu những điều may mắn, trong khi ta kém phước. Phước đức ta không biết tích tụ lại, nhưng lại dựa dẫm, chỉ biết mong cầu kháng nguyện nơi thần thánh để được mê tín dị đoan. Điều đó để được lợi, điều đó là mê tín dị đoan. Điều đó cũng như tu thì ít mà lại muốn được hưởng phước nhiều, làm ít nhưng muốn quá nhiều là điều không thể có.
Và những lời của Đức Thầy chúng ta đọc thì không hiểu, suy luận thì diễn dông, làm mất uy tín của Đức Thầy, thanh danh của đạo. Tất cả những gì Thầy khuyên ta, đời còn chẳng có bao lâu, ráng lo tu niệm đặng chầu Phật tiên. Còn vô ý thí là giúp cho người khác không sợ. Người tu hành theo hạnh vô ý thí có thể sẵn sàng để nhảy xuống sông cứu người chết đuối, hoặc xông vào đám cướp để cứu người lương thiện, hay xông ra chiến trường chống lại kẻ thù xâm lăng bảo vệ non sông đất nước. Thấy dân thấy nước nghĩ mà đau, quyết rít cà sa khoác chiến bào, đuổi bọn xâm lăng gìn đất nước, ngọn cờ độc lập phất phơ cao. Và thưa quý vị, từ bi và trí huệ là gốc của sự tu hành, gắn liền và đi đôi với nhau. Nhờ suối từ bi nên cây trí huệ trổ qua. Từ bi và trí huệ bổ túc cho nhau, nương vào nhau mà hiện hữu giống như đôi cánh của một con chim. Cuộc đời này giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ cho mình. Cho nên chúng ta hãy sẵn sàng cho đi để được nhận lại và còn nhiều hơn thế. Và kính thưa bà con, những cái nội dung mà hôm nay trao đổi với bà con, nó gắn liền giữa cái cuộc vận động của tỉnh ta năm nay, đó là học tập theo Bác Hồ, Bác Tôn để chăm lo đời sống cho nhân dân. Nó có một cái sự trùng hợp rất lớn trong cái giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, trong những cái lời khuyên dạy của Đức Thầy từ bi hỷ xả và cứu giúp những cái người khó khăn, để vượt qua những cái khó khăn đó để mang lại niềm vui hạnh phúc cho họ. Đó là một cái điều mà rất là đáng trân trọng trong giáo lý của Đức Thầy, cũng như là tấm lòng của quý cô bác đạo Phật giáo Hòa Hảo có mặt ở đây ngày hôm nay. Cuối cùng thì xin chân thành quý bà con cảm ơn quý bà con đã lắng nghe những gì mà tôi chia sẻ. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các vị giáo lý viên của Ban trị sự Trung ương. Xin cảm ơn Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo của thị trấn An Phú. Mong rằng cái mối quan hệ giữa Ban trị sự cũng như là quý bà con đạo Phật giáo Hòa Hảo ở đây với địa phương ngày càng gắn bó mật thiết, chặt chẽ hơn nữa, để chúng ta có một cái cuộc sống theo như cái phương châm tốt đời đẹp đạo. Cuối cùng xin cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả quý cô bác. Xin trân trọng cảm ơn.